Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ ba ngày 23 tháng 6 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin vào Mỹ, Trung Quốc bị khóa chặt, Việt Nam vẫn rộng cửa. Cơ quan ngoại giao của Hoa Kỳ ở Việt Nam mới lên tiếng bác bỏ các thông tin lan truyền trên mạng về việc Mỹ ngưng cấp visa cho du học sinh Việt Nam từ đầu tháng 7, đồng thời cho biết bước đầu trở lại xử lý hồ sơ thị thực định cư. Đừng tin những tin đồn trên mạng, không có bất kỳ thay đổi gì về chính sách visa của Hoa Kỳ dành cho công dân Việt Nam, cơ quan ngoại giao của Mỹ nói hôm 12 tháng 6 năm 2020 và Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội đang trông đợi khởi động lại các dịch vụ cấp visa tại chỗ ngay khi có thể và sẽ làm tất cả những gì có thể để hỗ trợ đương đơn xin visa du học Mỹ. Đây là hình ảnh du học sinh Việt Nam tại Mỹ. Trên trang Facebook của Đại sứ quán Mỹ, phần lớn các bình luận dưới thông tin bác bỏ đều cho rằng cơ quan ngoại giao Hoa Kỳ ở Việt Nam đã kịp thời lên tiếng. Facebook Giang Phạm Hương viết như sau: thật tuyệt khi Đại sứ quán nhanh chóng công bố thông tin chính thức, không để tin đồn lan tỏa, ảnh hưởng tâm lý của nhiều học sinh và phụ huynh. Trước đó, trên mạng xã hội đã xuất hiện các thông tin không rõ nguồn gốc rằng Mỹ sẽ ngưng hoàn toàn việc cấp visa cho du học sinh Việt Nam từ ngày 1 tháng 7 năm 2020 vì nhiều trường hợp phạm tội trộm cắp, tìm cách cố lưu trú tại Mỹ khi hết thị thực, làm thêm và làm chui. Hoa Kỳ là một trong số các quốc gia có nhiều học sinh Việt Nam tới học tập và nghiên cứu ở các cấp khác nhau. Số du học sinh Việt Nam học bậc đại học tại Hoa Kỳ tăng năm thứ 18 liên tiếp, đóng góp gần 1 tỷ đô la cho nền kinh tế Mỹ. Theo báo cáo thường niên của Open Door của Viện Giáo dục Quốc tế công bố vào năm 2019. Với gần 25.000 sinh viên tăng 0,3% so với năm 2017, cho đến 2018. Việt Nam đứng thứ 6 trong số các quốc gia dẫn đầu về con số du học sinh tại Mỹ trong khoảng thời gian từ 2018 cho đến 2019. Thời gian vừa qua, do tình hình dịch viêm phổi Vũ Hán bùng phát ở Mỹ, phần lớn các trường học đóng cửa và chuyển sang học trực tuyến, cũng như các yêu cầu các sinh viên phải rời ký túc xá. Việt Nam đã thực hiện 3 chuyến bay thẳng sang Mỹ để đưa hàng trăm công dân về nước, trong đó có nhiều du học sinh. Vào hồi tháng 3 năm nay, Hoa Kỳ cũng đã tuyên bố ngưng phỏng vấn cấp thị thực tại Việt Nam trước tình hình dịch viêm phổi Vũ Hán đang gia tăng. Và trước diễn biến của dịch viêm phổi Vũ Hán, Đại sứ quán của Hoa Kỳ tại Hà Nội và Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tạm ngừng phỏng vấn và cấp xét thị thực. Tuyên bố của cơ quan ngoại giao Hoa Kỳ được đưa ra vào hôm 18 tháng 3 năm 2020 cho biết như vậy. Tuyên bố của phía Hoa Kỳ đưa ra một ngày sau khi Việt Nam loan báo tạm dừng cấp visa tới tất cả các nước trên thế giới, trong đó có Hoa Kỳ, trong vòng 30 ngày kể từ ngày 18 tháng 3 năm 2020 để hạn chế sự lây lan của virus corona. Đây là hình ảnh sân bay Tân Sơn Nhất của Việt Nam vắng vẻ vì đại dịch viêm phổi Vũ Hán, hình ảnh chụp vào ngày 7 tháng 4 năm 2020. Tuy nhiên, phía Hoa Kỳ vẫn xử lý hồ sơ gia hạn thị thực cho công dân Việt Nam qua đường bưu điện, với mục đích bảo vệ nhiều người dân Mỹ hiện chật vật tìm việc làm vì virus corona. Tổng thống Donald Trump vào hôm 20 tháng 6 cho biết ông sẽ thông báo kế hoạch hạn chế visa mới trong vòng vài ngày tới để chặn một số người nước ngoài nhập cảnh Hoa Kỳ, theo hãng truyền thông quốc tế Reuters cho biết. Và chúng tôi sẽ thông báo về visa vào ngày mai hoặc một ngày sau đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nói trên kênh truyền hình Fox News như vậy. Khi được hỏi rằng liệu sẽ có việc loại trừ các giới hạn và hạn chế mới, Tổng thống Donald Trump được trích lời nói có rất ít. Nguyên thủ Hoa Kỳ từ chối cung cấp thêm chi tiết. Hãng truyền thông Reuters dẫn lời những người chỉ trích cho rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump đã sử dụng dịch bệnh nhằm đạt được mục tiêu hạn chế di dân tới Mỹ. Hãng tin Anh cũng cho rằng quan điểm cứng rắn của nguyên thủ Mỹ về di dân và nhập cư là trọng tâm trong chiến dịch tái tranh cử của ông trong thời gian tới. Tin cho hay nhiều công ty lớn của Mỹ, nhất là trong lĩnh vực công nghệ, đã thúc giục ông Tổng thống Mỹ Donald Trump kiềm chế ngăn chặn người nước ngoài nhập cảnh vào Mỹ để làm việc vì cho rằng điều đó sẽ có tác động tới nền kinh tế. Đây sẽ là bước đi hạn chế di dân mới nhất mà Tổng thống Mỹ Donald Trump trước các hệ quả về kinh tế do đại dịch viêm phổi gây ra, theo hãng thông tấn Reuters chia sẻ. Vào hồi tháng 4 năm nay, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp hạn chế nhập cư trong thời gian 60 ngày vì đại dịch viêm phổi Vũ Hán để giúp người Mỹ tìm việc làm giữa lúc kinh tế bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh này. Sắc lệnh này chỉ áp dụng cho những người muốn thành thường trú nhân và không áp dụng cho các chuyên gia y tế và các nhà đầu tư giàu có tìm cách vào Mỹ.
Mỹ và Việt Nam không còn du khách qua lại cũng vì đại dịch viêm phổi Vũ Hán. Đây là hình ảnh người dân xếp hàng chờ dài phỏng vấn xin visa đi Mỹ tại Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đại dịch viêm phổi Vũ Hán cộng với việc Mỹ tạm dừng phỏng vấn thị thực đã khiến người Việt Nam không còn đến Mỹ du lịch hay thăm thân nhân, trong khi nhiều người Mỹ gốc Việt cũng không thể về Việt Nam vì không được cho về và không có chuyến bay, theo tìm hiểu của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Do dịch viêm phổi Vũ Hán lan rộng, Mỹ đã tạm ngừng các cuộc phỏng vấn cấp thị thực kể từ ngày 18 tháng 3 năm 2020, trong khi chính phủ Việt Nam cũng đã ra lệnh cấm nhập cảnh đối với công dân nước ngoài và người gốc Việt kể cả trong trường hợp có thị thực kể từ ngày 22 tháng 3. Do vậy, trong suốt 3 tháng qua, hầu như không có sự qua lại gì giữa Việt Nam đến Mỹ hay từ Mỹ đến Việt Nam, ngoại trừ các chuyến bay đặc biệt được sắp xếp để đưa các công dân bị mắc kẹt về nước. Trao đổi với Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, anh Vũ Trần hiện đang làm việc tại công ty du lịch Transocean ở Dallas, bang Texas cho biết, thường là vào mùa hè, du khách Việt qua Mỹ rất đông và chủ yếu đi California hay các bang có đông người Việt. Những năm gần đây, du khách Việt Nam đi Mỹ rất đông và tăng đều đặn qua mỗi năm, anh nói. Và đa số du khách kết hợp du lịch và thăm thân, họ mua tour trọn gói của công ty, đi xong thì sắp xếp thời gian thăm người thân. Khi đi Mỹ, họ không ngại về việc xài tiền nên họ mua những tour trọn gói có dịch vụ tốt. Anh Vũ đã nói về xu hướng đi Mỹ của du khách Việt Nam như vậy. Tuy nhiên, anh Vũ cũng cho biết, bắt đầu từ khoảng giữa tháng 3 cho đến đầu tháng 4 năm nay, sau khi Mỹ tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia, thì cũng không còn du khách Việt Nam đến Mỹ nữa. Đây là hình ảnh biểu tình sắc tộc lan rộng tại Mỹ sau cái chết của người da đen George Floyd. Tâm lý hiện nay tại nhiều người cảm thấy không an toàn khi đi du lịch. Có nhiều nơi đóng cửa, có nhiều người muốn qua thăm người thân bên Mỹ, nhưng người thân chưa chắc muốn gặp họ vì họ đi từ nước này qua nước khác và đi máy bay, anh giải thích. Từ Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, anh Trần Phú Đô, một quản lý cao cấp tại một công ty lữ hành ở quận 1, chuyên tổ chức cho du khách Việt đi du lịch các nước ngoài, đã cho Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ biết là công ty của anh đã không còn khách đi Mỹ từ hơn 2 tháng qua. Nếu khách đã lỡ đặt tour trước đó thì chúng tôi hoàn tiền lại cho họ hoặc bảo lưu tour qua thời gian khác, anh nói. Anh cho biết hiện tại do người dân Việt Nam cũng đã biết là Mỹ đã ngưng phỏng vấn cấp thị thực nên nhu cầu đi Mỹ đã tạm ngưng và họ đang đợi chừng nào Mỹ mở lại phỏng vấn thì mới tính đặt tour đi Mỹ. Riêng đối với người Việt Nam đã từng có visa đi Mỹ, nay có thể xin gia hạn mà không cần phỏng vấn. Anh Đô cho rằng họ cũng không muốn đi Mỹ vào lúc này vì tâm lý người Việt rất ngại đi du lịch trong mùa dịch bệnh. Và nếu chưa có vaccine thì việc đi lại quốc tế cũng sẽ tiếp tục rất khó khăn, anh nói. Cũng theo lời anh Đô, vốn có nhiều năm kinh nghiệm kinh doanh lữ hành, Mỹ là thị trường rất thu hút đối với du khách Việt Nam và người Việt Nam có nhu cầu rất lớn đi du lịch Mỹ. Trong số các khách hàng ở công ty anh thì có tới 20-25% là đi Mỹ, còn lại chủ yếu đi các nước Đông Nam Á, anh cho biết. Và bây giờ thì có visa thì cũng không về được. Đây là hình ảnh cửa hàng của người Việt tại Mỹ. Ở chiều ngược lại, từ Mỹ về Việt Nam, anh Vũ Trần ở Dallas đã nói rằng hiện giờ các Việt Kiều Mỹ muốn về Việt Nam cũng sẽ rất khó vì chuyến bay không có, nhà nước Việt Nam không cho vô mà nếu có muốn thì phải xin phép đi trên các chuyến bay đặc biệt. Anh cho biết bắt đầu từ tháng 2, công ty anh đã có nhiều khách gọi và yêu cầu hủy vé máy bay về Việt Nam đã đặt hoặc đổi sang thời gian khác. Thời gian hè cùng với Tết Nguyên đán là hai khoảng thời gian cao điểm để người Việt ở Mỹ về Việt Nam, nhưng hiện tại những khách đặt vé trong 3 tháng 6, 7, 8 đều đã hủy chuyến, anh cho biết. Mặc dù bây giờ đã có một số hãng máy bay đã bay về Việt Nam rồi, nhưng anh Vũ nói vấn đề bây giờ là không xin được visa của Việt Nam. Và hiện tại nếu có visa chưa chắc đã vô được, anh nói thêm và cho biết công ty anh đã tư vấn cho những khách hàng lớn tuổi có ý định muốn về Việt Nam trốn dịch hoặc những người hiện đang ngồi nhà vì không có công ăn việc làm muốn về Việt Nam nghỉ ngơi rằng chỉ có Đại sứ quán Việt Nam mới hỗ trợ được trong vấn đề này. Theo lời anh Vũ thì trong mười mấy năm làm du lịch, đây là lần đầu tiên công ty anh bị ảnh hưởng trầm trọng như thế. Anh cho biết công ty anh hiện đã cắt giảm hết mọi khoản chi không cần thiết và phải dựa vào khoản tiền tích lũy được từ việc kinh doanh trong những năm trước để cầm cự. Còn anh Trần Phú Kim Đô nói rằng công ty có thể dựa vào thị trường du lịch nội địa vốn đã phục hồi lại để lấy doanh thu bù lại mảng du lịch nước ngoài nhưng không bù được nhiều vì đưa khách đi Mỹ có lợi nhuận cao hơn là đi du lịch trong nước. Bắt đầu từ ngày 29 tháng 6 năm 2020, Tòa Tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại Việt Nam
sẽ tiến hành phỏng vấn các trường hợp đơn xin thị thực di dân theo diện IR1, IR2, CR1 và CR2, tức là diện vợ, chồng và con cái dưới 21 tuổi và công dân Hoa Kỳ, từng đã có lịch hẹn phỏng vấn trong tháng 3, tháng 4 và tháng 5 nhưng bị hủy vì đại dịch viêm phổi Vũ Hán. Đây là hình ảnh giờ tan tầm tại quận 7 vào ngày 16 tháng 6 năm 2020 ở thành phố Hồ Chí Minh lại đông đúc kẹt xe sau khi xả lệnh phong tỏa vì dịch viêm phổi Vũ Hán. Tòa Tổng lãnh sự Hoa Kỳ đã yêu cầu những đương đơn đó vào trang web của Tòa Tổng lãnh sự Hoa Kỳ để đặt lịch hẹn mới. Tòa Tổng lãnh sự Hoa Kỳ thông báo rằng họ chỉ được phép phỏng vấn 4 diện thị thực vừa nêu trên. Nếu đương đơn có các diện thị thực khác đặt hẹn phỏng vấn, lịch hẹn của họ sẽ bị hủy. Đối với đương đơn xin thị thực định cư khác ngoài các diện như IR1, IR2, CR1 và CR2, Tòa Tổng lãnh sự Hoa Kỳ hiện không tiến hành phỏng vấn khẩn cấp thị thực di dân. Nếu cần xem chi tiết xếp lịch hẹn phỏng vấn khẩn cấp, quý vị có thể vào trang web của Tòa Tổng lãnh sự Hoa Kỳ để xin cứu xét. Và hiện nay, Tòa Tổng lãnh sự Hoa Kỳ chưa biết khi nào họ có thể bắt đầu phỏng vấn những hồ sơ xin thị thực di dân khác ngoài các diện IR1, IR2, CR1 và CR2. Lý do mà Tòa Tổng lãnh sự Hoa Kỳ chỉ phỏng vấn các đương đơn xin thị thực di dân theo các diện IR1, IR2, CR1 và CR2 là vì hồi tháng 4 năm 2020, Tổng thống Donald Trump đã ký một tuyên bố mới có hiệu lực từ ngày 23 tháng 4 năm 2020, cấm nhập cảnh một số nhóm cá nhân mới với lý do người nhập cư đi theo diện di dân sẽ ảnh hưởng không tốt cho thị trường lao động của Hoa Kỳ. Số người thất nghiệp hiện nay tại Hoa Kỳ đang tăng rất cao vì đại dịch viêm phổi Vũ Hán. Và Hoa Kỳ cần phải bảo tồn các nguồn lực của Bộ Ngoại giao để các công chức của Hoa Kỳ và Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ có thể phục vụ công dân Hoa Kỳ ở nước ngoài. Tuyên bố đó có liệt kê một số người được miễn và trong đó có liệt kê người phối ngẫu của công dân Hoa Kỳ và con dưới 21 tuổi của công dân Hoa Kỳ. Những hồ sơ công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho cha mẹ và hồ sơ bảo lãnh thân nhân theo diện ưu tiên sẽ bị ảnh hưởng từ tuyên bố mới như diện ưu tiên 1 là thường trú nhân bảo lãnh cho con độc thân trên 21 tuổi. Thứ hai là diện ưu tiên 2A và 2B, tức là thường trú nhân bảo lãnh cho vợ hoặc chồng và con độc thân dưới 21 tuổi. Ba là công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con có gia đình. Và 4 là diện ưu tiên 4 là công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho anh em. Đối với cộng đồng người Việt, chúng ta đa số hồ sơ bảo lãnh là những hồ sơ bảo lãnh theo diện ưu tiên, cho nên tuyên bố mới này ảnh hưởng rất lớn. Và chúng ta phải theo dõi tình hình của những tuyên bố của Tổng thống, vì đây chỉ là bước đi đầu tiên của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump trong chính sách siết chặt chương trình di cư. Nếu tình hình nền kinh tế không cải thiện hoặc mức độ người thất nghiệp không trở lại bình thường sau đại dịch viêm phổi Vũ Hán, thì Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể gia hạn tuyên bố này dài hạn. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ Ba ngày 23 tháng 6 năm 2020 với bản tin Vào Mỹ, Trung Quốc bị khóa chặt, Việt Nam vẫn rộng cửa. Các bạn chia sẻ bản tin này cho nhiều người khác biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để có thể tiếp tục cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.